Nhưng mình được top 6 với top 7 cũng không được lắm, mình như mình được top 6 với top 7 ấy, đấy. Mình được top 6 hay là top 7 gì đấy, cái event livestream bảng xếp hạng streamer ấy ở bên Nonola ấy, đó. Thì mình có được một cái code. Thì cái code này nghe nó là có được một cái trang phục vĩnh viễn ngẫu nhiên anh em ạ. Với cả khá là nhiều đồ ngon thì mình cũng không biết là nó ngon như nào. Thì anh em cùng đón chờ xem cái code này như nào anh em nhé. Ok. Trước khi video này đừng quên để lại một like, một share, một comment. Đừng quên nhấn vào cái chuông ký và nút đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất đến từ mèo Peo anh em nhé. Ok. Bây giờ thì bắt đầu nào. Alo, thì cái code này mình vừa mới lấy được lúc chiều nay anh em ạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu ta? Hôm nay mình quay là ngày 11. Ngày 11, mình lấy được ngày 11 tháng 4 anh em ạ. Đó, thì mình sẽ nhập thử code ở trên coi nhá. Để xem cái code này có gì hay ho không. Nghe nó là được một cái trang phục vĩnh viễn ngẫu nhiên. Nhưng mà chẳng may vào cái trang phục mình có rồi thì sao không nhỉ? Chết thật. Trang phục vĩnh viễn ngẫu nhiên ở đây. Cái cốt mình vừa lấy về đây. Để coi nào. Wow, được 800 đậu anh em ạ. Wow, khá là ngon anh em ơi. Được tận là 800 đậu luôn. 800 đậu. Cái gì đấy? Lithium mà trang kết mình có rồi. Ui, cái đẹp quỷ bắp thế. Wow. Anh em nhìn thấy gì không? Wow, thợ săn tuyết vĩnh viễn luôn này. Wow, cái này là mình chưa có luôn. May nhá. May cái thợ săn tuyết này mình chưa có anh em ạ. Cái thợ săn tuyết vĩnh viễn này mình chưa có. Vậy là kho đồ của mình có thêm một trang phục anh em ơi. Ồ, hết rồi à? Ồ, hết rồi. Thế là hết rồi. Ờ, sao tự nhiên lại hết nhanh vậy ta? Ơ, lạ nhỉ. Ơ, từ từ phải vào kho đồ check em nào. Cái lithium mặt trăng thì mình có rồi. Cái lithium mặt trăng mình có rồi anh em ạ. Thì mình coi em nào. Ơ, cái này có rồi mà. Ơ, cái này có rồi còn cho mình làm gì nhỉ? Thẻ nhân vật thu hồi luôn. Rồi, đây, quan trọng này. Thợ săn tuyết vĩnh viễn anh em nhìn này. Đấy, bấm. Trời ơi. Anh em thấy ngầu không? Thực ra là tại vì thấy cũng bình thường. Hình như thấy bảo là còn su cơ. Thế còn được tặng su mini nhưng mà chắc là chưa về. Su mini chưa chuyển về anh em ạ. Mình nhớ là còn su mini với cả được 50 đô. Được 50 đô ở bên online. 50 đô bao tiền? 50 đô được triệu. Tầm triệu 2. Ừ, chắc khoảng tầm triệu 1 triệu 2 gì đấy. Chả rõ triệu 2. Chứ cho triệu, cho tầm triệu 1 triệu 2 đấy. Khoảng đấy. Thợ thật. Được 50 đô cơ. Ở vậy là hiện tại là mình có thêm một trang phục nữa. Là trang phục vĩ viễn nữa này. Hiện tại là mình có thêm cho vĩ viễn là trang phục của thợ săn tuyết. Vậy là mình có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 này, 14, 15, 16, 17 này. Cái skin Angela này là 10, sau 11 ngày nữa là mình sẽ có vĩnh viễn. Vậy là sẽ là trang phục 18. Đấy, sau 11 ngày nữa là mình sẽ có trang phục Angela vĩnh viễn này. Cho nên sẽ là đây sẽ là cái 18 anh em nhá. Đó, đấy là cái trang phục 18 của mình. Cái gì đấy? What? Giải bóng đá à? Ôi. Minua bây giờ có cả giải bóng đá lại nữa. Cái này hình như không phải của Việt Nam đâu, của nước nào ấy. Đã biết đây cái gì ấy. Jogoda thì quên vãi. Cái tiếng là tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Bồ Đào Nha anh em ạ. Không phải tiếng, không phải tiếng Anh đâu. Đó thì mình sẽ test thử luôn xem nào. Rồi được cái code. Được cái code được tí đậu, được 1700 đậu. Với cả, với cả gì nè. Được 1700 đậu với cả cái skin đây, thợ săn tuyết đây. Skin của anh Siro ấy, anh Siro hay dùng ấy. Đó. 1700 đậu chắc là mình tiêu luôn vào vườn đi. Mình mua quả vàng luôn. Đi tới cây á, mua quả vàng luôn xem có gì hay ho không. Thì mình nói, anh em cứ kêu là anh tiêu đậu gì mà lắm thế. Thì mình cũng nói thật em, mình hỏi các bạn nhá. Cái đậu này ý, các bạn không tiêu vào trong này thì để làm gì? Mình hỏi thật. Cái đậu này các bạn không mua quả vàng thì các bạn giữ làm cái gì, đúng không? Các bạn giữ để mở khóa sổ tay á. Cái đấy mình thấy không cần thiết. Cái đấy các bạn mở quả vàng các bạn vẫn có thể ra được những cái mảnh đấy. Thay vì ví dụ bây giờ mình thấy không, cái khối này mình đủ gần hết rồi. Mấy cái đen này mình thấy không cần thiết lắm, mình chẳng phải gì mở luôn. Mình chẳng cần thiết phải mở, đấy. Mình mở gần như gần hết rồi gì nữa. Còn mấy cái đồ này mình chưa có thì mình thấy mình không cần thiết. Thủy ơi, mình đủ xài rồi, mình quá là đủ xài rồi. Chưa kể bây giờ còn có cái khối mini ấy, anh em biết không? Cái khối thu nhỏ mà có thể làm đồ vật được ấy. Mình thấy mấy cái này gần như nó không cần thiết luôn. Mình không cần thiết phải mở khóa mấy cái này cả. Cái này trước sau gì nó cũng tự có rồi anh em ạ. Trước sau gì cũng tự có rồi, mình không phải gì mở khóa cả. Đó, mình không phải gì mở khóa mấy cái này luôn. Cùng lắm thì mình sẽ mở khóa cái này. Cùng lắm thì sau này mình sẽ mở khóa mấy cái này, đấy cả cái đèn này nữa. Đấy, chứ không mình cũng không mở khóa gì luôn. Mình sẽ trả một khóa cái gì luôn. Đó. Mình thấy chứ mình nói chung là mình đang cần kỳ lân, mình đang thiếu tận hơn 300 mảnh kỳ lân để nâng cấp kỳ lân cấp 2 cơ. Mình sẽ mở là mình mở 10 quả đen lắm, mở từng quả thôi. Úi giời ơi, rác. Trời ơi, 4 cái được rác luôn. Không phải tin được. Úi giời ơi, giờ này còn voi gì nữa. Mình thấy các bạn thấy mình đen không? Lúc trước thì không có voi, bây giờ mở ra 22 mảnh voi. Các bạn nào mà chưa coi cái video mà
mà tiêu hết số độ mà để mở voi level 2 đấy, các bạn có thể coi lại nhé. Đấy, mình để ở phần thẻ phía trên này đấy, cái phần mà mua hết quả đậu số mình bán nhà bán cửa, mình mua các thể loại luôn mà nó mãi không ra voi. Bây giờ chúng ta 22 mảnh voi này không biết chịu được luôn đấy. Ui trời ơi, ăn đi mày Jock, thề ui trời ơi, không dễ ăn của Mini World đâu. Đúng là đậu được cho khác tiếp thật. Ui trời ơi, rác 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 toàn rác. Ui trời ơi, lại rác. Cái này có rồi, toàn cái có hết rồi, toàn cái không cần thiết nữa rồi, toàn rác luôn. Ui trời ơi, mở ra toàn rác rồi, tê luôn đấy. Giờ mở toàn rác anh em ạ, thật lại rác luôn em ơi. Eo ơi, mình thề đúng là đậu đậu được tặng nó khác eo ơi, không phải đậu tự kiếm, đậu được tặng nó khác eo ơi, toàn rác luôn. Mình thấy các bạn thấy không, trời ơi mình tiêu hết đấy, nhìn bảy đậu bay toàn rác luôn, thấy không. Nói chung là chịu, số mình mở cái này đen lắm rồi, mở ra toàn rác thôi, lấy kinh nghiệm nâng cấp vậy. Nhìn các bạn nhìn toàn rác luôn rồi, ôi không phải tin được luôn. Trời ơi, mở ra toàn cái đâu ấy. Ôi chết rồi, mình rời thì mình hết mất khung rồi này, mình mất khung rồi, mình hết cái khung kia rồi, hết cái khung quán quân, khung top 3 remaker rồi. Mình có một tháng cơ thôi, mình tiết kiệm khung sùng đâu. Mình sẽ xài khung đấy, mình có khung người sỏi mà mình xài luôn. Đấy, mình sẽ lên cấp 3 này, sau này hình như là 300 điểm đến cấp 3 đúng không? Mình cũng chả rõ nữa. Mình cũng chả rõ bao nhiêu điểm đến cấp 3. Hờ. Mình cũng à đây, cứ qua 100 điểm là tăng một bậc ấy. Ui thế mình sắp lên cấp 3 rồi, gì đấy nhanh không anh em thấy không, mình cũng lên được một tháng ấy, mình làm được một tháng lên cấp 2, gần lên cấp 3 rồi này, kéo sau video ngày mai ngày kia lên cấp 3 luôn đấy. Mà chưa kể có mấy hôm mình cũng không để cử nữa, mình bỏ để cử mấy hôm đấy đó. Cũng chả hiểu vì sao lên nhanh luôn rồi, toàn giác buồn, tôi buồn quá men. Úi trời, à đây có cái son Laura được này, được tạm ổn, có cái son Laura là ổn đấy, nói chung là cũng ổn, không đến mức phế quá. Nhưng mà mấy cái kia phế kích, mình đâu cần cái nơ bướm cái mũ barret để vứt. Mấy con nhân vật để phế lắm, thề các bạn luôn, mấy cái tủ này giữ lại xong này mở còn được chứ. Nhưng mà mấy cái kia thôi, mình cũng thôi luôn. Chịu. Thật, mở ra toàn rác rồi, nãy giờ. Bây giờ chưa thấy cái gì ra hồn. Úi thôi ôi, 44 mảnh voi để làm cái gì. Tôi voi cấp 2 rồi, có nâng được lên voi cấp 3 đâu. Thôi bây giờ còn mảnh kính Cindy nữa đấy. Anh em có thể coi lại cái video mà tiêu hết số đậu để mở ra mở khóa Cindy level 2 ấy. Đấy. Ôi dồi ôi, thề luôn, cứ làm được voi level 2, Cindy level 2 mình. Anh em biết mình tôi đốt bao nhiêu tiền vào không? Bây giờ nó mở nó tương cho là 44 mảnh voi rồi. Thôi bây giờ còn thêm 17 mảnh kính Cindy, không thể tin được luôn. Anh em mày biết, anh em phải biết á, mình phải mở tận là mười mấy quả vàng, gần 20 quả vàng mà nó không ra nổi hai mảnh voi. Anh em biết rồi đấy, anh em mà coi lại video anh em thể biết đấy, là mình có thiếu, mình được 598 mảnh voi mà mình không mở ra nổi hai mảnh voi, mà bây giờ nó cho mình tận 42 mảnh voi, chả hiểu luôn, thề luôn, gấp tận 22 lần đấy, gấp tận 21-22 lần. Thôi ôi, không thể tin được, bây giờ voi để làm cái gì, tôi hỏi mấy ông voi làm cái gì, kính xin đi để làm cái gì. Trời ơi, còn hàng là voi thần thú thu hồi hết nhá, còn nâng lên được voi cấp 3 đâu này. Mấy ông mấy bạn rất là kỳ lạ đấy, bảo là anh nâng cấp khủng long cấp 3 đi, voi cấp 3 hay là Cindy cấp 3 đi, có nâng cấp được đâu này. Đấy, nó chỉ lên được cấp 2 thôi nhá, đó không lên được cấp 3 đâu, không có cấp 3 đâu nhá mấy ông. Em cứ kêu là anh nâng lên cấp 3 thì làm gì cấp 3 mà nâng, còn Cindy cấp 3 này đâu ra. Thôi ơi, này 85 mảnh voi nhá, thu hồi luôn này. Đấy, làm gì có mảnh voi đâu, làm gì còn voi cấp 3 nữa, chả thu hồi này. Mình còn tận 355 ngày, 342 ngày. Ê đây, thu hồi luôn này. Ở đây mình chỉ anh em nhé, khi mà anh em có skin, anh em có một cái skin vĩnh viễn rồi nhá. Đấy, ví dụ mình có skin sói vĩnh viễn rồi không, nếu mà các bạn dùng những cái mảnh này đấy, đây mình có 29 mảnh không, nếu mà mình dùng toàn bộ 29 mảnh ấy thì nó sẽ tự động chuyển thành 290 đậu, anh em thấy không. Đó, anh em thấy hay không đấy. Ô, cái này hình như là nó mới fake hay sao anh em ạ. Ôi, hồi xưa ấy mình chỉ được có 29 đậu thôi, bây giờ nó cho tận 290 đậu, có sợ thật nhờ. Ồ, bây giờ nó cho tận 290 đậu anh em ạ. Gắt nha. Tiếp thật. Ngày xưa mình nhớ mình mở ấy, anh em biết con Alice không? Biết con Alice không đấy? Con Alice ý, mình thu hồi 300 mảnh Alice, phản đố đúng 300 đậu mà mày chả hiểu sao bây giờ 29 mảnh sói mà lại được tận 290 đậu. Thế là thế nào?
khó hiểu, cái này hơi hơi bị khó hiểu này đấy. Cái này là mình thấy hơi khó hiểu luôn, cái có một sự phân biệt giữa nam nữ không hề nhẹ đấy. Cái này là hơi bị phân biệt nhá. Cái này không, cái này không được, cái này không ổn. Chết 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 chết. Kể cả cái skin hàng Nga, anh biết không? Cái skin hàng Nga ấy, mình còn thừa tận mười mấy chục mảnh hàng Nga mà mình có hàng Nga vĩnh viễn rồi. Mình xài mà cũng chỉ được có bảy mấy đậu, mình cũng không hiểu vì sao luôn. Chứng tỏ là có sự phân biệt không hề nhẹ, hay là mới update thêm nữa, hay là mới update tính năng thu hồi tăng thêm đậu thì mình cũng không rõ nữa. Chết 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 chết. Hoặc kiểu như là skin nữ sẽ bị ít tiền hơn skin nam, chết. Thế này không được, thế này không được. Thế này không ổn nhá. Không ổn, không ổn, không ổn. Úi dồi, lại voi. Tôi lạy ông, lạy ông mấy ông Minua luôn. Lúc trước tôi quay clip thì không ra voi nhiều thế này đi, tôi nạp đống tiền vào để mở. Bây giờ toàn voi là voi thề. Toàn voi là voi luôn. Úi dồi, có pha lê nữa, pha lê có rồi. Trời ơi, lại vào thu hồi tiếp. Không được tin được. Bây giờ chả có gì đâu, anh nghe thấy không? Bây giờ mình tiêu tổng cộng phải tầm, cộng dồn lại phải tầm 3.000 đậu, ít đâu. Phải tầm chắc phải hơn 3.000 đậu đấy mà toàn rác à. Bây giờ mở toàn rác luôn, thế có cái này ra hồn đâu. Toàn rác là rác, thật. Không thể tin được luôn anh em ạ. Mở gì mà ra toàn rác cái này, chết. Thôi thôi thế, tôi cũng chịu, chịu. Chịu mấy bác mini war, bác mấy bác chơi em kinh thế. Cái này em sống sao, em biết phải sống sao. Ê, mấy bác mini war muốn em sống sao. Trời ơi. Ê, lần cuối đây. Lần cuối đây anh em ơi, đây. Em có dài ra hồn không? Thôi, oh, thôi, thôi. Thôi, lại voi rồi. Thế nữa. Lúc cần voi thì nó đích ra. Nãy giờ các bạn thấy không? Nãy giờ các bạn thấy mình mở ra tầm 100 mảnh voi đấy. Các bạn thấy không? Đấy. Mình mở có tí ra 100 mảnh voi rồi đấy. Đấy. Lúc trước mình mở bao nhiêu tiền? Mình tiêu mất mấy chục nghìn đồng mà nó có ra được đâu. Nó ra là bao nhiêu? Ra từ từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh. Có lúc ra còn thiếu 2 mảnh, có mở mãi chẳng ra luôn. Đấy, nhiều khi nó kiểu đấy cơ. Ờ. Kiểu lúc cái mình lúc mình cần ý, nó sẽ không ra đâu, mà lúc bạn không cần nữa thì nó lại ra. Đấy, thế nó mới khắm lò. Cuộc sống ạ, cuộc sống như thế anh em ạ, đấy. Cuộc sống ấy nó như thế. Em mới buồn cơ. Anh em ơi buồn, tôi buồn quá men luôn. Ok, thì video kết thúc ở đây rồi. Anh em thấy hay đừng quên để lại một like, một share, một comment. Đừng quên nhấn vào cái chuông đăng ký và nút đăng ký để có thể nhận được thông báo mới nhất từ mèo pèo anh em nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.